Giờ mình đập hộp lò vi sóng nè. Đây, lấy ra. Đây, tháo ra, lấy ra đi ăn. Lấy ra. Đây là lò vi sóng hiệu Sharp. Loại này xài cơ, cho dễ xài. Ôi, bưng vậy khó bưng lắm. Con bỏ cái mút kia vô. Bỏ mút vô xong rồi ngược trở lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi rút lên. Rồi. Bưng đó lên. Để sao cái đít miễn là nó lên cái ấy, nó có cái tản nhiệt này là được. Lật ngược lại luôn, cứ lật thẳng lại luôn. Rồi lấy cái mút xong. Đó. Wow. Này, cái này là xài cơ là rất là dễ xài. Nói mấy bà bánh mì đồ bà hay ấy. Ở đây là mình vặn thời gian để xong nè. Mà khi nào mà ấy là mình phải tắt hết cho mình mới được ấy ra nha. Cái này nó có chế độ rã đông nè. Rồi hâm nóng nè. Đó. Đâu, bỏ lên coi, bỏ lên chỗ nào được. Hay bỏ lên đây nè. Dẹp, dẹp này đi. Đây, đây là thứ xài cơ. Cái này là mua là cái này là Sharp, lò vi sóng Sharp, loại xài cơ này. Cái này là 1,4 triệu nha các bạn nha. 1,4 triệu thì cái thằng này rất dễ xài. Những bà mà bán bánh mì rồi là người ta xài cái này. Thí dụ người ta bỏ ổ bánh mì vô, người ta vặn một phát vậy, ví dụ 1 phút hay 2 phút riêng cái là bỏ ra là nó chạy cái keng phát một là xong. Đó, rất là nhanh nhạy. Ở đây là mình nhấn nút đây nè là nó sẽ bung cái nắp ra. Rồi bỏ cái dĩa vô, lấy lột mấy cái này đi nè, lột mấy keo đó đi, cái đó để nó giữ khi mà nó sợ bung á. Đó, nó giữ sợ bung. Lột hết ra. Từ từ đi, từ từ ấy cái dĩa kia cũng cái kia cũng được đi. Rồi bỏ dĩa vô, có chừng nhẹ cả bể. Một cuốn sách nữa nè, sách hướng dẫn nè. Sharp 207VN, Sharp 207VNSK 700W. Cái gì đây? À, lột luôn, lột luôn. Cái đó để bỏ cái dĩa lên. Đúng rồi. Con lấy cái vòng kia ra. Lấy vòng bỏ dưới. Rồi, đặt cái dĩa lên. Đặt cái dĩa lên theo đúng cái. Nó có khớp đường. Đây, mình phải bỏ đây, đây nè, nó vậy ạ. Đó, vậy đó, nó vậy á. Rồi dùng bật lên đây đó, cái dĩa đó nó sẽ quay đó. Lột này đi chứ hay để. À, đó. Đây. À, đây lột cho rồi. Hả? Để hồi rồi. Ừ, đó, mình để dĩa cho nó. Để thấy. Đây, mình bật lên đây. Thí dụ như mình muốn nè, thí dụ như này rã đông nè. Còn mức này là mình thấp nè, thí dụ như trung bình nè, nhiệt độ á. Trung bình là cao nè, được cực cao luôn nè. Đó, cái này rất dễ xài. Ha. Ví dụ như này mức thấp nè là mình bình thường. Rồi mình muốn rã đông là nó lạnh, mình bỏ vô đây. Mức này là đông.
Đợt đầu là mình ở mức này nhiệt độ thấp, rồi nhiệt độ trung bình, rồi nhiệt độ cao, rồi nhiệt độ cao nữa. Đó. Nó vậy thôi. Còn cái này là thời gian. Thời gian là mình bao nhiêu phút á, cái mỗi ấy là 1 phút vậy. Là nó sẽ chạy hết. Khi mà mình lấy ra, trước khi mình lấy là mình phải vặn cái này về số 0 rồi mình mới mở nắp. Mình bấm đây là mở nắp ra. Đó. Lâu lâu mình vệ sinh mình chùi này đi thôi. Đơn giản vậy thôi. Rồi. 1.400.000. Rất đẹp. Đó. Sâu đít nó này. Ở đây nó có một cái quạt gió. Có một cái quạt gió ngay đây. Vậy thôi. Đơn giản vậy.